điều gì làm cho Span trở thành công thức chống lão hóa hiện đại nhất đây là sản phẩm đầu tiên và tốt nhất trên thế giới mà các khoa học gia của new skin đã nghiên cứu phát triển để cung cấp giải pháp bảo vệ trọn vẹn cho cơ thể điều đó có nghĩa là sản phẩm này sẽ duy trì sự trẻ trung cho bất cứ ai ở bất kỳ độ tuổi nào sản phẩm này dựa trên khoa học độc quyền về biểu hiện gen cộng với sự nghiên cứu trọn vẹn về các thành phần mang lại hiệu quả cho cơ thể người Điều đặc biệt quan trọng là nghiên cứu này được thực hiện nghiên cứu lâm sàng trên người. Đây là thực phẩm chức năng chống lão hóa nền tảng, cấu thành từ các nguyên liệu chống lão hóa độc quyền từ thiên nhiên mà rất khó có thể có được từ chế độ ăn khoa học thông thường. Đây là sản phẩm được thiết kế cho tất cả mọi người, cho dù chế độ ăn của họ có khoa học như thế nào. Các khoa học gia đã tiếp cận khoa học chống lão hóa của sản phẩm Uspen như thế nào. Các khoa học gia của chúng tôi đã ứng dụng khoa học biểu hiện gen độc quyền để hiểu rõ hơn về nguồn gốc của lão hóa. Các khoa học gia của chúng tôi đã tìm thấy trên khoa học biểu hiện gen thể hiện dấu hiệu lão hóa của cơ thể người. Như tiến sĩ Châu đã nói, cơ chế chống lão hóa được thể hiện rõ nét trên biểu hiện gen. Dựa trên khám phá khoa học này, chúng tôi đã lựa chọn trong ngân hàng thực phẩm dưỡng chất để cho ra đời công thức phối hợp tối ưu trong các thành phần chống lão hóa từ thiên nhiên đã kết hợp trong sản phẩm này điều gì tạo nên sự khác biệt giữa sản phẩm usepan và các thực phẩm chức năng khác cũng như các sản phẩm phạm khác của new skin như tiến sĩ Angela đã đề cập đây là sản phẩm duy nhất có thể duy trì và củng cố nhiều cơ chế chống lão hóa trên khắp cơ thể người lý do kết quả của sản phẩm này rất hiệu quả bởi nó ảnh hưởng rất tích cực lên biểu hiện gen giúp thúc đẩy cơ chế chống lão hóa bẩm sinh của cơ thể người cơ chế chống lão hóa là gì Cơ chế chống lão hóa là khả năng tự bảo vệ của cơ thể chúng ta, chống lại những tác nhân đẩy nhanh tiến trình lão hóa. Thật không may, theo thời gian những thay đổi về biểu hiện trên trong cơ thể của chúng ta có những ảnh hưởng tiêu cực lên mức độ hiệu quả cũng như chức năng của cơ thể chống lão hóa bẩm sinh, làm đẩy nhanh tiến trình lão hóa. Một vài ví dụ về cơ chế chống lão hóa bẩm sinh được viết tắt là ADMS đây là một số ví dụ về cơ chế chống lão hóa cơ chế bảo vệ chất chống oxy hóa phòng vệ bao gồm cơ chế bảo vệ bên trong lẫn bên ngoài cơ chế thanh lọc độc tố hệ thống và phản hồi áp lực stress tế bào cơ chế bảo vệ và sửa chữa gen cơ chế tái sinh mô cơ chế điều hòa chuyển hóa và quan trọng nhất là cơ chế điều tiết cân bằng viêm nhiễm trong cơ thể hãy tìm hiểu về cơ chế này sâu hơn để luôn ở trạng thái trẻ trung việc điều tiết cân bằng viêm nhiễm là một trong những cơ chế quan trọng nhất bởi vì nó giúp cơ thể sửa chữa và bảo vệ khỏi những hư tổn trong khắp cơ thể và đây là cơ chế hoạt động khi xảy ra các tổn thương, cơ thể sẽ đáp ứng bằng cơ chế phản hồi kháng viêm cấp tính bằng cách thúc đẩy những quy trình sửa chữa tại nơi xảy ra tổn thương. Dấu hiệu đầu tiên là các đại thực bào xung quanh sẽ phát đi các tín hiệu cầu cú, các tế bào bạch cầu, bao gồm neutrophil và monocytes. Monocytes sau đó sẽ được kích hoạt và chuyển thể thành những đại thực bào liên kết với các neutrophil đã có mặt tại khu vực xảy ra thương tổn. Các đại thực bào này sau đó phát đi càng nhiều tín hiệu, cầu cứu, kêu gọi bao gồm cả cytokai và chemokine để cảnh báo nhiều tế bào bạch cầu tham gia vào quá trình chống lại viêm nhiễm này. Tổng hợp toàn bộ quy trình viêm nhiễm này sẽ khiến hệ mạch máu giãn nở và dễ xuyên thấu, giúp các quy trình sửa chữa cần thiết được diễn ra. Quy trình này đại diện cho rất nhiều hiệu ứng hữu ích cho việc điều tiết quy trình phản vệ cân bằng viêm cấp tính trong cơ thể. Sau khi quy trình sửa chữa và phục hồi hoàn tất, cơ chế phản ứng viêm sẽ không hoạt động nữa. Tuy nhiên, nếu cơ chế phản ứng viêm kéo dài quá lâu dẫn đến không thể kết thúc tất cả các hệ thống phòng vệ sẽ không thực hiện được chức năng nữa những biểu hiện viêm nhiễm sẽ tồn tại thay vì bị triệt tiêu những viêm nhiễm cấp thấp sẽ trở thành những viêm nhiễm mãn tính và gia tăng tiến trình lão hóa của cơ thể cơ chế chống lão hóa hoạt động ở đâu trong cơ thể cơ thể chúng ta có nhiều cơ chế chống lão hóa tồn tại trong từng tế bào và hoạt động trên khắp cơ thể Mạng lưới các cơ chế chống lão hóa này tương tác với nhau và hoạt động một cách nhịp nhàng. Sản phẩm Youthspan hỗ trợ cơ chế chống lão hóa này như thế nào? Sản phẩm này giúp thúc đẩy các cơ chế chống lão hóa của cơ thể thông qua ba hiệu ứng cụ thể. Đẩy mạnh các hoạt động duy trì sự trẻ chung của các cơ chế chống lão hóa, ngăn chặn sự xuống cấp của cơ chế chống lão hóa bẩm sinh khi ta lão hóa, và thứ ba là nó đạt được những chức năng này nhờ công thức phối hợp độc quyền của các thành phần thiên nhiên tạo nên những biểu hiện tích cực trên gen trong mọi tế bào. Làm thế nào chúng tôi có thể lựa chọn được các nguyên liệu độc đáo trong sản phẩm USPEN? Chúng tôi sử dụng một tổ hợp các khoa học độc quyền về biểu hiện gen, cùng với những nghiên cứu lâm sàng lâu đời về chống lão hóa. Đây là một công thức phối hợp độc quyền các thành phần mà gần như không thể có được trong bất kỳ chế độ ăn khoa học nào. Khi nói rằng công thức phối hợp các thành phần này khó có thể tìm thấy thậm chí trong những chế độ ăn khoa học, điều này có ý nghĩa như thế nào? Có chút địa lý có thể giải thích phần nào lý do tại sao chúng ta không thể có được những thành phần này trong những chế độ ăn khoa học. Những thành phần này đến từ khắp các khu vực trên thế giới. Lấy ví dụ, bắp tím đến từ quốc gia Peru thành phần thường được dùng trong những thức uống uh, Kitomoto hoặc so sánh với Tornado với nguồn giàu vitamin K2 là thành phần thường được sử dụng trong những bữa ăn của người Nhật Bản. Một người sống ở châu Âu khó lòng có thể sử dụng được bắp tím hoặc Tornado. Bên cạnh những khó khăn về địa lý, còn những yếu tố nào khác cho thấy công thức này khó có thể tìm thấy được thậm chí trong những bữa ăn khoa học. Bên cạnh những lý do về cách trở địa lý, một lý do khác nữa giải thích tại sao bạn không thể đạt được tất cả những thành phần này dựa vào một sự thật cho thấy không ai có thể ăn cùng một loại thức ăn thường xuyên hàng ngày theo năm tháng. Ví dụ, không ai có thể ăn cá hồi hàng ngày qua nhiều năm tháng để có thể có đủ hàm lượng dinh dưỡng từ cá hồi mà chúng tôi đã tìm thấy và tách chiết từ đó chính vì vậy chúng tôi đã đơn giản hóa mọi việc bằng cách mang lại cho bạn những thành phần này trong sản phẩm Newsbane và bạn không cần phải ăn nhiều loại thức ăn giống nhau hàng ngày một lý do khác nữa bạn không thể có được những thành phần đặc biệt này là dựa trên những thói quen và lối sống của bạn lấy ví dụ bạn không thể ra ngoài trời hàng ngày để có đủ lượng vitamin D cần thiết cho cơ thể vì vậy với lý do đó chúng tôi mang lại vitamin D là một thành phần quan trọng trong sản phẩm này điều quan trọng đối với việc có liều lượng chính xác của các thành phần trong Uspen như thế nào. Rất quan trọng vì quy trình sản xuất 6S của chúng tôi phát triển sản phẩm theo cách mà mỗi lần bạn sử dụng sản phẩm, bạn sẽ được chuẩn hóa và không đổi về hàm lượng từng vi chất trong sản phẩm. Với phương pháp này, đảm bảo bạn có đầy đủ dưỡng chất và vi lượng cho dù bạn sử dụng nó ở bất cứ nơi đâu và ở bất kỳ thời điểm nào. Sản phẩm Juice cung cấp những lợi ích gì? Sản phẩm này duy trì sự trẻ trung và các lợi ích sức khỏe. Một cách cụ thể, bạn có thể cảm nhận não bộ, tim mạch và hệ miễn dịch hoạt động tốt hơn. Đồng thời, cơ chế chuyển hóa thức ăn của cơ thể bạn sẽ hoạt động hiệu quả hơn trong việc điều chỉnh đường huyết và mỡ máu. Tương tự, xương và khớp của bạn sẽ trở nên khỏe mạnh hơn, thị lực của bạn sẽ tốt hơn, da của bạn sẽ mịn màng hơn, và cơ thể của bạn sẽ chống chọi stress hiệu quả hơn. Hoạt động thể chất của bạn chắc chắn sẽ cải thiện. Bạn cũng có thể tận hưởng cuộc sống ngày càng tích cực và năng động hơn với sự trẻ trung. Những viên nang của Uspen có sự khác biệt như thế nào? Bên cạnh những lợi ích về sức khỏe trình bày bởi tiến sĩ Angela, từ thời điểm này, đặc biệt khi bạn sử dụng sản phẩm đặc biệt này, sử dụng một công nghệ đặc biệt mà được gọi là công nghệ ly cáp. Đây là những lợi ích do công nghệ này mang lại. Nó giảm thiểu số lượng viên mà bạn phải sử dụng hàng ngày mà vẫn duy trì lợi ích cao nhất từ sản phẩm công nghệ lecap cũng tăng cường khả năng hấp thụ của những thành phần trong sản phẩm để những thành phần này trong sản phẩm được hấp thụ tốt hơn vào cơ thể bạn theo cách tốt nhất Tại sao Uspen sẽ được chào đón một cách rất phấn khích? Chúng tôi tin rằng đây là sản phẩm kết quả của tổ hợp các nghiên cứu, hiểu biết về quy trình chống lão hóa bởi các khoa học gia của New Skin. Sau nhiều năm nghiên cứu, chúng tôi đã hiểu hơn về khoa học chống lão hóa và chúng tôi đã truyền tải toàn bộ những kiến thức và khám phá vào một sản phẩm này. Thật ra, nếu bạn hỏi bất cứ khoa học gia nào của New Skin, thì đây là sản phẩm thực phẩm bổ sung hiện đại nhất về công nghệ chống lão hóa được phát triển bởi New Skin.